chú anh chị là tiếp tục sale cuối tuần. Hôm nay em có những cái mã du lịch đồng giá cho quý cô chú anh chị ở đầu video sẽ là 400.000. Tiếp theo sẽ là những cái mã sản phẩm cặp nam, cặp nữ với mức giá đồng giá 300. Toàn bộ những cái video ngày hôm nay sẽ là reship toàn bộ hết nha. Quý cô chú anh chị mình chỉ cần trả đúng 130.000 một sản phẩm, mua 2 sản phẩm thì mình cứ nhân 2 lên, mua 3 sản phẩm cứ nhân 3 và sẽ reship. Do hàng sale cuối tuần cho nên em không nhận giữ hàng, không đổi trả, không chốt xả sau khi đã chốt nha quý cô chú anh chị ha. Có nghĩa là không đổi sau khi chốt và mình sẽ không kiểm tra hàng trước khi nhận. Đó là những cái quy tắc, nói chung là chỉ gọi là tượng trưng thôi. Tuy nhiên hàng bên em là túi da Nhật Cần Thơ, là hàng si, độ mới đảm bảo 80%, toàn bộ là da thật. Không phải da thật thì bên em sẽ báo nha. Du lịch là những cái du lịch từ da, có da mộc, có vân vân rất là nhiều, những cái thương hiệu nổi tiếng ha. Rồi cặp nam thì là toàn bộ da thật, thương hiệu của Cos nè, rồi Đát Luông Đôn gì đó vân vân. Mã nữ thì toàn bộ là da thật, thương hiệu Eo Lì, thương hiệu Cos, rồi da rắn vân vân rất là nhiều. Đồng giá là 400 ở đầu video, cuối video 300. Em sẽ đo trực tiếp kích thước cho nên mình coi phù hợp thì mình chốt nha quý cô chú anh chị ha. Chuyển khoản trước bên em đi đơn. Đối với những cái mã hàng sale này em sẽ không thu cost 100%. Quý cô chú anh chị mình cứ coi kỹ, ok chốt thì mình chuyển khoản cho em đi đơn trong hôm nay luôn. Ngang của cái mã du lịch này sẽ là 40. Đối với cái phần miệng nó sẽ là cái kiểu là kiểu mẫu hến cho nên nó sẽ nhỏ nhỏ hơn, nó bo trọn ở phần phía trên. Cao lên tầm khoảng 34-35. Chất là chất da nha quý cô chú anh chị ha. Chất da thật toàn bộ. Ở phía sau đây có một ngăn. Đối với mã này thì phía dưới nó cứng phơm này quý cô chú anh chị thấy ha. Trên đây sẽ là nó cái màu nó đậm hơn. Cái màu dưới đây là màu giống như là màu nâu bò, nâu đất á. Còn ở đây sẽ là màu nâu đậm hơn tí xíu và là dập vân đà điểu ha. Nó phối kiểu phía trên đây, dập vân đà điểu. Cái phần nắp ở phía trên đây thì nó làm cái kiểu dạng mẫu hến, rất là dễ xài, bên trong lót là lót da luôn. Có một ngăn có khóa kéo. Quai của mình á, sẽ là quai sách đôi, không chỗ mắc dây đeo chéo nha quý cô chú anh chị ha. Theo cái lịch đó thì chiều nay em sẽ sale túi nam, túi nữ và du lịch. Tối nếu mà ok thì một là em sale dài đồng giá cho quý cô chú anh chị, hai là sale quý đồng giá ha. Mình cứ canh và mình cứ coi những cái sản phẩm nào mình đang cần á thì mình lên mã giùm em. Ở đầu video ngày hôm nay là một siêu phẩm mã 4265. 4265 400. 4265 400 receipt giùm em nha. 4265. Một chiếc túi du lịch da lộn. Ôi chiếc này quá trời to luôn. Để coi mặt nào, mặt trước nè. À mặt trước mặt sau y hệt rồi. Da lộn màu nâu bò ha. Cái mẫu da phơ mềm, ngang là 50 và cao lên tầm khoảng gần 40. Nó sẽ phối màu da lộn là màu vàng bò, còn phía trên đây là da lì là màu nâu. Có khá là nhiều ngăn, 1 2 3 4 2 ngăn chính. Có chỗ móc dây đeo chéo, tất cả phân khóa em này màu vàng. Phía dưới có bốn chấu vàng ươm. Chất da lộn khá là đẹp. Để em coi coi, hình như có chỗ mắc dây đeo chéo, tuy nhiên thì vàng hình như không có dây đeo chéo. Thương hiệu giặt ở đây. Wow, quá trời nhiều ngăn bên trong luôn nha quý cô chú anh chị ha, lót vải sạch đẹp. Mã này mình đi một tuần được ha, đi một tuần một mình á, còn với gia đình thì tầm khoảng 3-4 ngày. Ngăn to ở bên ngoài đâu. Wow, có giống y hệt như một cái vali luôn á, có chỗ lưới để đựng đồ lẻ tẻ nè. Có một cái chỗ để mình móc áo vest nè. Có chỗ để gài lại và phần gài này đó sẽ là phối hai màu xanh và vàng. Đẹp quá. Ở phía sau này lại có thêm một ngăn nữa. Tại vì nó đẹp cho nên hiện tại đang bán trên tab là 700, hôm nay giá bán là 400, chỉ có ngày hôm nay nha quý cô chú anh chị. Mã 4433. 4433. Nói chung là em bán hàng si cho nên em nghiện hàng si luôn. Mỗi một cái sản phẩm nó chỉ có một mã duy nhất, một mẫu duy nhất và một màu duy nhất thôi, không có mã thứ hai. Có nghĩa là mình mua thì mình nếu hết là mình không săn được cái thứ hai đó quý cô chú anh chị ha. Về 100 cái thì 100 cái nó sẽ khác nhau, không anh nào giống anh nào. Ngang là 40, ngang phần miệng nhỏ hơn tí xíu khoảng 33, chiều cao lên là khoảng gần 30. Khoan khoái em này vàng ươm. Trời ơi đẹp quá. Cái chất này là cái chất để em coi. Da luôn ha, đây là da luôn. Hình vát hay da ta, nhưng mà nói chung nó mới lắm. Chất hình vát nó cũng có độ bền gần bằng chất da nha quý cô chú anh chị ha, mình cứ yên tâm. Độ mới cao. Ở đây nó những cái họa tiết nó sẽ làm hai quay sắt, không chỗ mắc dây đeo chéo nên cũng khó khóa kéo. Bên trong lót là lót vải của hãng Monoram y hệt Made in Italy giùm em ha, trên cái tác kim loại như thế này. Bên trong có một ngăn có khóa kéo nhỏ nữa. Mã du lịch này mình có thể làm túi du lịch hoặc túi đi công sở nếu các chị mình đựng đồ nhiều ha, hoặc là mình muốn đựng laptop gì đó. Ngang giùm mã giùm em là 4283400. 4283400 receipt. Một chiếc túi mộc. Hiện tại là túi này em không có độn phơm da mộc hết,
mình có thể đựng đồ vô tư, mọc nguyên miếng luôn, nó bẫu form túi tót như thế này. Ngang là tầm khoảng 45 và cao lên là khoảng 25 26 nha các chị ha. Mình nhìn bên trong nè, mọc nguyên miếng như thế này luôn, bên trong có một ngăn có khóa kéo. Mình có thể buộc lại như thế này nha, da nguyên miếng cắt ra. Mình nhìn cái miếng da này mình thấy độ dày của chiếc túi này xài biết nào hư với cô chú anh chị, nhưng mà em thích dạng lơi lơi như thế này thôi, khỏi cần buộc khỏi cần gì hết. Bên trong là nguyên một cái phần da mộc luôn, không độn không gì cả nha. Ở phía dưới nó cứng phơm 4 chấu. Mã này hiện tại em mất tiêu cái mã lên giùm em, mã là mã mộc, mộc 400 ship, mộc 400 rất đẹp. Và cùng với cái chiếc túi mộc hồi nãy thì em có một cái chiếc túi phơm to hơn tí xíu cũng là mộc. Đối với da mộc thì chị nào mà mình anh nào chị nào mà mình thích đó, da mộc thì mình chốt nha. Và thường da mộc nó lên nước như thế này là càng lên nước càng đẹp nha. Ngang của mã này là 52 và cao lên tầm khoảng 35. Da mộc toàn bộ sách mai, mẫu này to hơn mẫu nãy tí xíu. Da mộc nguyên miếng hết giùm em luôn. Bên trong mã này thì có lót vải. Trời ơi nè, nó lên nước luôn á. Túi tót nha, túi tót bự dạng túi du lịch. Thương hiệu dập ở đây. Tay đi kim gì đó, thương hiệu nó dập ngay chỗ miếng vải đây. Một ngăn có nút kích 500, còn lại một ngăn khóa kéo bên trong, nhiều ngăn nhỏ nhỏ đừng biết bao nhiêu độ đó. Đó. Quá đẹp. Vậy thôi ha. 400 ngàn, em đang bán 800, hôm nay như sale 50% luôn á. Mã 4224, 4224 giùm em. 400 ngàn receipt, 4224, em chỉ còn có vài cái túi du lịch nữa em hết kiện luôn á. Một mã du lịch màu đen. Em này nó còn ổ khóa, chắc chắn là chắc còn chìa. Ngang là 43, ngang phần to nhất tầm 50, chiều cao lên là 30. Da toàn bộ hết ha. Nó có phủ một lớp bóng nhỏ nhỏ, ở phía dưới nó có 4 chấu. Wow, bung to được nha. Em này bung to được, còn không thì cái kiểu của nó đưa vô. Có nghĩa là bung to thì cái phần ở phía dưới đáy này nè, nó sẽ to hơn cái phần phía trên. Mẫu chủ yếu phía trên đây nó giống như mẫu hến vậy đó. Nó có chìa. Cái chìa này mình muốn sử dụng, có nghĩa là khi mình kéo lại vậy nè, mình móc cái chìa, ốm móc cái ổ và có cái chìa khóa đi kèm. Hai chìa vàng ươm hết ha. Nội cái ổ khóa này không cũng đã đáng tiền nha các chị ha. Anh này để vô, chỗ này để vô như thế này, khoen khóa vàng ươm. Thật ra bên hiện tại em không có móc lại là khỏi mất công phải mở ra mở vô. Bên trong lót vải sạch đẹp. Một ngăn, hai ngăn, ba ngăn có khóa kéo. Làm túi du lịch giùm em nha. Hai hệ thống ngăn kéo như thế này luôn. Rồi sau đó lấy cái ổ khóa này móc lại ha. Giờ bung thử cái này ra. Đựng đồ nhiều thì bung ra. Bung ra thì cái form của em này thì to hơn tí xíu ha. Đó. Nhưng mà cái mẫu chuẩn của nó là nó dán như vậy ha. Mã này hôm nay em bán 400. Lên giùm em mã 4217, tag đang là 700. 4217, khoen khóa vàng ươm. Dạng túi du lịch. Em còn hai chiếc túi du lịch nữa, em qua đồng giá 300. Made in Italy. Chất là cái chất này chất vải phối da ha, vải họa tiết vải, nó làm họa tiết hình hoa cổ điển. Ngang là 50, họa tiết cổ điển và cao lên tầm khoảng 30. Trên đây là da vân xước, chỗ này là cái chất giống như chất vải hay gì mà nó cái màu mà đẹp, nó làm giống như là họa tiết khắc luôn á. Đẹp quá. Bên trong lót da. Một ngăn có khóa kéo, hàng thương hiệu dập Made in Italy bên trong. Du lịch ở dưới nó có 5 chấu vàng ươm, tất cả khoen khóa màu vàng. Hai hệ thống khóa kéo, có chỗ mắc dây đeo chéo. Cái em này thì thấy nó có cái ổ nhưng mà không thấy chìa. Không có dây đeo chéo đi kèm nha, chỉ có chỗ mắc dây thôi. Em bán ngày hôm nay 400, mã 4232, receipt 400. Sắp tới mùa hè rồi, mình đi du lịch đi các chị. Một chiếc du lịch da màu rất là đẹp, hiện tại em không có độn phơm gì luôn. Tại vì du lịch em còn có mấy cái nữa em hết à. Lấy ra bóc ra sale cho các chị luôn mà không độn phơm gì cả ha. Để em đo kích thước của mã này. Ngang đáy tầm 50, chiều cao lên tầm khoảng 35. Ở phía dưới nó có 6 cái chấu vàng ươm hết giùm em ha. Da nó cứng ngắc luôn, xài biết nào hư. Bên trong nó chia thành hai ngăn phụ. Một ngăn có khóa kéo ở giữa. Bên trong nó lại có ngăn có khóa kéo nữa nè. Nó còn chìa khóa. Mã này thì còn chìa nhưng mà mình khóa bằng cách nào ta? À, khóa gì nè các chị?
sau khi mình kéo xong xuống tới đây mình sẽ khóa lại vậy ha. Và anh này là cái ổ comet á, omet á, vàng ươm ha, và có thêm kèm thêm chìa luôn. Quay là quay dây y hệt phần thân, khoan khóa màu vàng. Em bán ngày hôm nay là 400, mã 4239. 4239, chất da rất dày, cầm rất là nặng nha, 400 ri ship. Rồi em qua mã đồng giá thứ nam thứ nữ, đồng giá 300. Một chiếc đeo chéo da, nhưng mà không biết là da con gì, không phải là da bò hay gì, thấy nó cứng lắm. À, ngang là 50, ngang là 25, cao 22. Chất phôm hộp như thế này, da em thấy giống như là da hạt luôn á, giống như da heo rừng, da hạt gì đó, thấy nó rất là dày dặn ha. À, nam sử dụng được, khoan khóa có thể tăng đưa độ dài, dây nó khá to cho nên các bạn nam sử dụng ok, các anh nam sử dụng ok. À, phơm em này, phơm hộp bên trong lót da, thương hiệu nó dập ở trong đây ha. Nói chung là cái phơm đẹp, màu đẹp, da rất là dày luôn. Mã này em bán ngày hôm nay là 300 free ship, lên giùm em mã là 4177, 300 free ship, 4177. Một chiếc da phơm mềm màu đỏ ha, hàng eo lì. Các mã 300 á là em cũng mới vừa có nhiều hàng mới về dữ lắm luôn á. Màu đỏ này á thì chất da thì khỏi phải bàn rồi, rất đẹp, khoen khoái sáng bóng, và chất này nè, đẹp nhất là phần khoen đồng đúc luôn nha các chị ha. Da đẹp quá. Các chị mình nên lấy đi, mã này là rất là đẹp, ngang là 35, cao 20. Ở phía trên đây có dạng thắt bính nè, một ngăn, hai ngăn phụ, ngăn chính có khóa kéo. Bên trong dập lót của hãng eo lì hãng này ha. À, một ngăn có khóa kéo, ngăn nhỏ nhỏ khá là nhiều. Bên trong bên ngoài mã lúa này đẹp, các chị đi công sở mình nên lấy đi, chất da quá mê luôn, cái màu đẹp ha, màu đỏ luôn. Cái này không không có bị sờn mò, không có bị sờn mò thì chắc chắn là si, mà không có bị oxy quá gì nhiều nha. Mã 300, mã 4301. 4301 300, 4301. Một chiếc màu đỏ xong tới màu vàng, miệng bất kết. Ngang của em này là 33, cao lên tầm khoảng 25 26, xách tay đeo vai. Dây có thể tăng đưa thành đeo chéo, đang hiện tại dây đơn ha. Dây đôi mình có thể tạo thành dây đơn. Nó da phơm mềm, miệng bất két. Mở ra, hàng made in Italy, lót bên trong lót vải, một ngăn có khóa kéo nhỏ nữa. Em này rút lại, rồi sau đó mình có một cái nút khít 500. Mẫu phơm có thể rút gọn nhỏ lại như vậy là đã đẹp hết các chị ha. 300.000 lên giùm em mã là mã 4470, 300.000 receipt, hết đỏ rồi tới vàng. Rồi tới đen nè các chị ha. Một chiếc đeo chéo đen, hàng thương hiệu của Nhật dập ở đây, chất da em này đẹp. Ngang đáy là 25. Ngang miệng 23 24, cao 20. Chất da đẹp, mượt mới cao ha. Ở phía sau tất cả khoen khóa em này nó làm những cái họa tiết giặt đẹp ha. Một ngăn có khóa kéo, ngăn chính á thì quá trời ngăn nhỏ nhỏ bên trong, hai ngăn chính, một ngăn nút khít 500, một ngăn có khóa kéo. Và phần đẹp nhất là cái phần khoen khóa chỗ em này ha. Dây hiện tại đang là dây dây đeo chéo đeo vai gì, mình có thể rút lại ngay chỗ này giùm em. Có một cái chỗ để mình đệm vai nè, mình kéo cái đệm vai lại ha, muốn đeo vai đeo chéo gì đó tùy ý. Phần đệm này ở phía dưới đây bằng nhung, thương hiệu ở đây. Mã này ngày hôm nay 300, lên giùm em 4477, 4477, 300 receipt, 4477. Em có một chiếc da rắn ha, nó có cái tram tim, hai cái tram hình tim luôn, và những cái họa tiết nói chung là rất là nữ tính cho các chị. Hiện tại em không động phơm, ngang là 30, cao là 25. Dây là dây da bò ha, còn ở phía dưới đây là da trăng chứ, da trăng toàn bộ màu đẹp. Bên trong lót monogram hàng giặt, thương hiệu là Roberta, hàng gì Roberta ha, Roberta thương hiệu của chứng nhận da thật nè, Roberta thương hiệu của Italy, made in Italy chỗ này nha các chị. Bên trong lót monogram của hãng Roberta luôn, bên ngoài là da trăng thật nha các chị ha. 113 loại độc lạ, để phía dưới nó có 5 chấu. Mã này ngày hôm nay là 300.000, lên giùm em 4931, 4931, 300 receipt, 4931. Một chiếc sách tay làm du lịch cho các chị, các anh
chất da phối với chất vải, làm túi du lịch hoặc là đi công sở cho các anh mà mình gọi là đựng laptop thì được nha. Da phối với chất vải bố ở phía sau nè, đây là da ha, dây em này, và mình có thể làm ba lô được luôn á, các anh mình có thể làm ba lô. Bên trong lót là lót vải sạch đẹp, nhân chính có khóa kéo, hiện tại em không độn phơm á. Nào, mình sẽ là dạng xích xách như vậy ha, to to. Cái màu xanh coban đẹp quá, ngang là gần 40 và cao lên cũng khoảng 40 nha. Cái phần miệng chắc chắn là to hơn phần đáy tí xíu nè. Cái khẩu này nó lạ lạ xinh xinh dành cho các anh ha. Khoen khóa đồng đúc luôn. Em bán 300, mã 3457. 3457 300 receipt 3457. Một chiếc các anh nên lấy nè. Anh nào mà đang săn hàng hiệu thì mình lấy code này, đeo chéo đựng laptop được, ngang khoảng 38 và cao lên 40, thương hiệu của code nha. Chất da của code thì mình thấy yên tâm, rất là đẹp luôn. Mặt trước mặt sau toàn bộ là da, chỉ có dây là dây tặng kèm là dây vải thôi, và sách ở trên đây là dây vải. Phía sau đây có một ngăn, những cái ngăn phụ nhỏ nhỏ, trên cái phần khoen khóa đều dập code hết thì em luôn. Bên trong lót vải sạch đẹp luôn hết đó. Mã này mình hình như mình có thể làm hai kiểu thì phải, nhớ nhớ kiểu này là mình đựng laptop hay gì đó, mình để cho nó đứng mình xách như thế này. Còn các anh mà mình không có thích á, mình muốn làm đạn đeo chéo nhỏ gọn á, thì mình sẽ dạ đó, mình đeo chéo về giùm em ha. Nó về thành một cái anh đeo chéo rồi, đeo chéo ngang bình thường thôi. Nếu mà khi mà mình gặp lại đeo chéo như vậy á, thì kích thước là ngang 38, cao của phần đeo chéo này tầm khoảng gần 30 thôi ha. Nó nhỏ gọn hơn khá là nhiều, thương hiệu COS. Em bán 300, mã 4270. 300 receipt, mã 4270. Một vài chiếc cặp laptop ngày hôm nay 300 cho các anh nè. Một cặp laptop da cũng lại là thương hiệu COS luôn, hàng gì chất da đẹp. Ngang 40, 40, 41, cao 32. Xách tay như thế này, dây là dây vải tặng kèm, thương hiệu code cho nên mặt trước mặt sau toàn bộ là da hết giùm em. Hai ngăn phụ hai bên, ngăn chính có khóa kéo, và toàn bộ code thì nó sẽ có cái thương hiệu logo như thế này. Bên trong lớp vải có khá là nhiều ngăn nhỏ nhỏ. Code thì mình biết là nếu là code da thì mình yên tâm, da rất là chất. Và đối với những cái mã code thì phần khoen khóa này là toàn là đồng đúc hết giùm em nha. 300 ngày hôm nay mã là 4292. 4292 thương hiệu code 300. 4292. Một chiếc màu không phải màu đen đâu, đen phối với cái chất xám, xám đen ha. Mẫu form giống như là túi đi công tác vậy đó, ngang 42 và cao lên tầm khoảng 36. Xách tay ha, dây là dây nguyên của em này luôn. Một ngăn ở đây còn kèm theo cái charm, và một ngăn, ngăn này thì nó kéo xuống tới phía dưới luôn nè. Đâu rồi? Đây, hai hệ thống không kéo. Wow, có thể đựng vô tư, đựng gì thoải mái, bên trong nó kẻ sọc. Da bên ngoài thì nói chung những chiếc cặp này em về mình yên tâm đi, da chất vậy đó. Độ mới tầm khoảng 75-80% thôi. Tại vì cái chất da càng dày thì mình càng cảm thấy nó càng có độ sờn. Mã 4286, 300 ngàn receipt. 4286, 300 ngàn receipt. Một em mã nhỏ nhỏ thôi. Em này thì ngang tầm khoảng 35 và cao lên tầm khoảng 26-27 nha. Chất da thật toàn bộ giùm em, phơm cứng phơm. Hiện tại em không có độn gì cả đó. Khoen khóa màu trắng nha. Có chỗ mắc dây đeo chéo, tuy nhiên thì mã này khi về không thấy dây đeo chéo. Bên trong có ngăn và có ngăn nhỏ nhỏ như thế này, lót là lót vải ha. Khi mình để đồ thì em này nó cứng phơm lên về nè các chị ha. Góc cạnh đẹp. 300 ngàn có chỗ mắc dây đeo chéo, phía sau đây nó có một cái ngăn phụ nữa. Lên giùm em mã là 4290, 300 ngàn receipt. 4290. Một mã cặp dành cho các chị mình đi công sở. Da là da vân xước nè ha. Ngang là 40 và cao lên tầm khoảng 34. Các anh các chị mình đều sử dụng được nha. Mẫu này thì em thấy các chị mình đi dạy hay gì đó, mình đựng laptop thì khá đẹp. Bên trong lót nhung sạch đẹp ha. Một ngăn phụ cũng lót nhung luôn. Ở phía trên nó có hai cái thanh cứng kim loại vậy nè các chị ha. Đây hai cái đầu thanh kim cơ loại cứng nè. Không chỗ mắc dây đeo chéo gì đâu. 300 ngàn mã 4284. 4284, 300 ngàn receipt. Lại một em code nữa, ngày hôm nay khá là nhiều code ha. Code phối đen và màu xanh lính không? Độ mới tầm khoảng 70-75% thôi. Tại vì nó là dạng da mà quá dày dày luôn, gọi là dạng da
mọc luôn á, ngang là 40 và cao lên tầm khoảng 35, đen phối với chất màu này ha. Có tặng kèm một cái dây vải, phía sau nó có một ngăn phụ, nó có 500, phía trước một ngăn có khóa kéo. Ngăn chính này có khóa kéo, có nằm bên trong đây ha. Da này xài biết nào hư, chỉ là mình sờn mòn thì mình đổi thôi. Mã code dập ở đây. Em bán 300, mã là 4291, 300 receipt 4291. Một chiếc lại tiếp tục dành cho các chị các anh mình đựng cặp laptop. Hiện tại cặp laptop em còn ít nha. Ngang của mã này là 43 và cao lên tầm khoảng 35. Xách tay dây đôi, không chỗ mắc dây đeo chéo. Ngăn 9123 và những ngăn đựng thẻ, bút viết gì đó khá là nhiều. Rất là nặng nha các chị ha. Bên ngoài em sẽ vệ sinh trước khi đi giao cho khách, nó có va bắp thời gian. Lên giùm em mã là 4269, 300.000 receipt 4269. Ôi này cầm nặng. Một chiếc da phối với chất vải ở đường viền, ngang 42, cao 30 khi không đụng phơm. Có chất vải ha, những cái mỏ vải như thế này. Hai bên là hai nút ít 500. Ngăn chính có khóa kéo. Em thấy có chỗ mất dây đeo chéo, tuy nhiên khi về không có dây đeo chéo. Bên trong có những ngăn nhỏ nhỏ khá là nhiều. Mã này thì mình có thể kéo xuống tới túi phía dưới luôn. Rồi, bung ra như thế này nha các chị ha. Đựng hồ sơ, giấy tờ gì đó yên tâm. Rất là dễ lấy. Rồi, vậy thôi ha. Bên kia thì khỏi kéo lại đi. Lên giùm em mã là 3557, 300.000 receipt 3557. Một chiếc da cực kỳ dày, nó có nguyên một cái phần đáy cứng phơm, ngang là 43 và khi không độn phơm thì cao lên tầm khoảng 34. Đó, đá cứng phơm ha. Mở ra thì có nguyên một cái thanh tre gì ngay chỗ này nè. Mở vậy ha. Rồi mình bung ra. Túi này nếu các chị không thích á, mình có thể làm túi tốt như vậy luôn. Đó, túi tốt như vậy luôn, khỏi cần phải gài gì cả. Nó nguyên một cái phần ở dưới cứng phơm nè ha. Da dày dặn luôn. Khi đựng đồ gì đó nó sẽ để nguyên phơm, cứng phơm thẳng từ trên xuống tới dưới, khỏi cần phải bóp cái miệng lại gì cả ha. Mình để dày luôn đi cho nó đẹp. Lên giùm em mã 4200, 300.000 receipt 4200, da cực dày luôn, 300.000 receipt. Em có một mã ba lô. Mã ba lô to to dạng miệng bất kép. Ngang của em này là 36 và chiều cao lên là 42. Ở phía trên miệng của em này là phối những cái hạt cũng như kim loại trắng sáng bóng ha. Khi mà mình xài á, mình rút lại thì cái miệng nó kéo lại như thế này. Da phối với chất vải bố, phía sau có một ngăn, ở phía dưới là nguyên một cái phần da cứng phơm luôn. Chất da mềm mịn và rất là dẻo dai. Lên giùm em mã là 3438, 300.000 receipt 3438. Chiếc mã cuối cùng ngày hôm nay để em có thể bán với mức giá 300.000 receipt cho các chị ha. Một cái cặp đến từ Nhật, phơm quá đẹp, có thể làm cặp dạng túi đi công sở hoặc là dạng túi đựng hồ sơ, ngang 42 và cao lên tầm khoảng 35. Nếu mình đựng hồ sơ mình có thể gập cái này xuống, không thì mình kéo lên mình xách dạng tổng tài nha. Còn tát của Nhật luôn nha các chị ha. Có chỗ không có chỗ mắc dây đeo chéo rồi. Bên trong lót da chia thành hai ngăn, những ngăn đựng thẻ bút viết thì ngay chỗ này. Ồ, cái form nó sao có thể đẹp được như thế này ta. Thương hiệu nó dập đây nè. Đó, táp Nhật luôn. Rồi, bên em bán ngày hôm nay 300.000 receipt mã 4277. 4277. Để coi mã nào có thể sale cho các chị không. 4277, 300.000 hả? Thôi thì em kết thúc đi. Có gì chiều thì em sẽ lên giày hoặc là ví sale cho quý cô chú anh chị nha. Chị Nhậm kính chào và hẹn gặp lại.